bờ biển một nước Đông Nam Á. Sóng thần, xe vận chuyển cá sấu công ty sắt thép. Phố tàu, 3 km. Lái gì mà nhanh thế? Đằng sau chở cá sấu. Sắt ốc sẽ đích thân nhận hàng đó. Yên tâm đi. Với quan hệ của tôi với ông sát ốc thì muộn vài phút cũng không sao đâu. Đừng quên là chúng ta đang chở cá sấu châu Phi có sức tấn công cực lớn. Phải cẩn thận chứ, lỡ nó chạy ra giết bao nhiêu người thì cậu chịu trách nhiệm nổi không? Có người chặn đường kìa. Lại nữa. Mấy người lại làm gì vậy? Dỡ ra hết đi. Muốn đi qua chứ gì? Đi đi. Nhảy thẳng qua người lão già này đây. Anh có tuổi rồi mà còn cầm đầu gây chuyện à? Về đấy, định gây chuyện à? Nếu không phải công ty sắt ốc các ông cắt điện cắt nước của chúng tôi thì chúng tôi có như thế này không? Vậy các người yên phận mà ký hợp đồng đi. Chuyển nhà xong là tiền vào tay, chẳng có chuyện gì hết. Ai đấy? Ai đấy hả? Khương Bồng. Hả? Tiểu Hồ. Điều khoản mà sát ốc đưa ra chắc chắn là một cái bẫy. Một khi mọi người điền vào thì không chỉ mất đất mà còn phải gánh tiền vay mua nhà của sát ốc. Trẻ con thì biết cái gì, con về nhà với bố. Con qua sinh nhật 18 tuổi rồi. Dù con có 80 tuổi thì vẫn là con gái của bố. Tỉnh dậy đi con ơi. Tiểu hồ, cá sấu, tiểu hồ. Ông chủ à, không thấy cá sấu đâu nữa. Tiểu hồ, không thấy cá sấu đâu nữa rồi ông chủ ơi. Tiểu hồ, ông chủ nhìn đi, cá sấu chạy mất rồi. Ông chủ à, đừng đi. Con không sao chứ? Con có bị thương không? Con không sao, có bị sặc nước không?
con lớn rồi, không phải trẻ con nữa. Tiểu Hồ, được rồi, bố không nói nữa, bố không nói nữa. Tại sao khu phố tàu không nhận được cảnh báo sóng thần hả? Tại sao? Con tôi, hôm nay ông phải nói cho rõ ràng, có phải do xác ốc làm không? Nếu để vậy làm anh thoải mái hơn thì tùy anh. Phải là do xác ốc dở trò chứ gì. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Đừng nói gì hết. Đi mau. Bỏ xuống. Trong đi Khương Bồng, mau lên anh hai, mau qua đây đi anh hai, kệ nó đi, mau vào đi, em kệ anh, không thể mất tiền được, đi trước đi, có cá sấu đấy, anh vào đây đã rồi nói. Anh hai Hình như chúng ta bị nó nhắm vào rồi.
Tình hình thiệt hại trên biển bây giờ thế nào rồi? Bao giờ mới có thể bắt đầu công tác cứu hộ? Chúng tôi sẽ tổ chức cứu hộ ngay lập tức, sẽ không bỏ mặc tính mạng của bất cứ ai. Ông Sát Ốc đến rồi. Ông Sát Ốc, ông nói đôi lời đi. Thưa các bạn phóng viên, chúng tôi đã cử đội cứu hộ khẩn cấp đến đó. Tôi sẽ hợp tác với các doanh nghiệp địa phương thành lập ngân sách cứu hộ để giúp người dân bị nạn xây dựng lại quê nhà. Tốt quá rồi. Bố ơi, đến giờ ăn cơm rồi. Chỉ mình ngoan, lát chúng ta ăn, được không? Dân, số cuộc đó là quái vật gì vậy? Gustav, cái gì chứ? Nó còn có cả tên nữa à? Đúng vậy, nó đã giết hơn 100 người, được mệnh danh là vua đi săn châu Phi. Ông Sát Ốc tốn rất nhiều thời gian mới bắt được nó. Vốn định chuyển nó đến đây để làm điểm mốc cho khu phố mới Tân Hải. Ta mau, ta mau à, nguy hiểm đấy, đừng kích động. Ôi trời, mau quay lại đi, ta mau. Cậu làm gì thế? Ông đang phải liều mạng với nó. Cậu không muốn sống, nhưng mà chúng tôi muốn sống. Nếu cậu ra ngoài thì cá sấu sẽ vào đây, chúng ta sẽ chết hết, đúng rồi đó. Cách duy nhất bây giờ là chờ đội cứu hộ. Ông Sát Ốc sẽ tới cứu chúng ta. Còn dám nhắc thằng Sát Ốc với tao à? Tao mau à, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Cút ra cho tao. Tiểu Hồ, tao mau, cậu điên à? Sao cậu dám động vào con gái của tôi? Con không sao chứ? Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, sao rồi con? Sặc nước rồi à? Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, Tiểu Hồ, con sao vậy? Bò lên, thả lỏng đi. Nó làm sao thế? Không nằm được, không nằm được. Nào, nào, ngồi dậy, ngồi dậy. Làm theo chú nha. Hít thở sâu, hít thở sâu. Bác sĩ Trần à, con bé sao vậy? Hen suyễn, thuốc, thuốc đâu rồi? Sao con gái tôi lại bị hen suyễn chứ? Con gái bị hen mà cũng không biết. Ông làm bố kiểu gì vậy? Không sao, không sao. Cháu nghe chú này, thở thêm nhiều của chú nhé. Hít thở đi. Hít thở, hít thở, đúng rồi. Hít. Bác sĩ Trần, bây giờ phải làm sao? Cách tốt nhất là đến phòng khám của tôi lấy thuốc. Vấn đề là qua đó thế nào đi? Hít thở tốt lắm. Con thấy gì thế? Bố ơi, con thấy con cá, cá to lắm. Chú Lạc à, cửa kính có trụ được không? Trước đây tôi có gia cố rồi, nhưng mà không trụ được lâu đâu. Sớm muộn gì cũng phở thôi. Chúng ta phải mò lên tầng 2 trốn đi. Chị Minh à, chìa khóa trên cổ con đâu? Bố ơi, chìa khóa mất rồi. Không trách con được, tại nước kia kìa. Bố ơi, phòng khám của tôi có chìa khóa giữ phòng tầng 2. Vấn đề là ngoài kia có cá sấu, phải đi lấy thế nào đây? Đừng cuốn lên thế. Hít thở. Không sao đâu, hít thở đi. Thả lỏng, thả lỏng. Đúng rồi, đúng rồi, là thế đó. Ông thông gió thông sang phòng khám. Chúng ta có thể bò từ đường ống sang. Lấy được chìa khóa rồi thì bò đường ống để về. Để tôi đi. Chìa khóa ở đâu? Chìa khóa à? Trong ngăn thứ hai bàn máy tính của tôi có một chìa khóa nhỏ. Lấy chìa khóa đó mở tủ bên trái ra, sau đó mở ngăn thứ ba của tủ bên trái. Bên trong có 5 cái hộp. 5 cái hộp đó tôi... Được rồi, mọi người không cần nhớ đâu.
Để tôi đi cùng với mọi người. Không sao, không sao đâu. Đưa ví đây cho tôi. Làm gì? Nào, đưa đây. Đây là phí khám của tôi nhé. Bình ơi, mấy anh thích làm anh hùng có phải không? Có ai từng nghĩ đứa con cá sấu bơi qua đó thì sẽ ra sao không? Đừng sợ, đừng sợ. Tôi phát hiện con cá sấu đó hoạt động rất có quy luật. Chỉ cần nó ở bên siêu thị này, thì chứng tỏ bên phòng khám sẽ an toàn. Thế này đi, tôi ở đây canh chừng. Chỉ cần con cá sấu ở đây thì không sao. Nếu không thấy nó đâu thì tôi sẽ lập tức báo cho các anh, để các anh mau quay về. Được, được, được. Đúng đó, Bình à. Có bệnh nhân ở đây, làm sao anh bỏ mặc được? Anh là bác sĩ mà. Bình à, bác sĩ Trần, đi thôi. Đi thôi. Khương Bồng. Ông Sát Ốc, tất cả nhân viên cứu hộ đều đang tháo nước ngầm ở khu thành phố trung tâm. Những nơi chịu thiệt hại nặng là không nhận được chi viện. Tôi đang nghĩ, lỡ có người bị kẹt ở đó thì sao? Tôi đang có một ý rất hay. Vừa có thể giải quyết vấn đề thành phố trung tâm, vừa có thể giảm thiệt hại. Mời ông nói. Mở hết các cống thoát nước ra, xả nước từ thượng du xuống. Ông Sát Ốc, e là tôi không đồng ý với ông được. Một khi mở cổng thoát nước thành phố thì mực nước ở các thành phố ven biển vùng hạ du sẽ nhanh chóng tăng lên. Ông biết hậu quả sẽ ra sao không? Ông biết việc đó nguy hiểm thế nào không? Nếu trời cứ mưa thế này thì mực nước sẽ tiếp tục dâng lên, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Huống hồ các nhà máy đã ngừng hoạt động vì bị ngập nước rồi. Mỗi khoản thuế mà ông Sát Ốc phải trả đều đang giảm xuống. Trước thảm họa, khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Huống chi, tiền cứu hộ, tiền xây dựng sau thiên tai cũng không thể thiếu được. Tôi nói đúng chứ, ngài nghị sĩ? Mực nước đang dâng lên, chúng ta phải mau lên chỗ cao hơn. Nếu mà mực nước dâng cao thì chẳng phải là con cá sấu sẽ ngày càng gần chúng ta sao? Chồng tôi phải làm sao đây? Vậy chỉ có thể hy vọng họ nhanh tay nhanh chân hơn thôi. Chết rồi, hình như là nước dâng cao rồi. Nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi. Đi thôi, mau lên. Tìm thấy rồi. Tạm mau, tôi tìm thấy rồi, đi thôi. Đi thôi.
Cái này cho Tiểu Hồ. Cảm ơn. Chăm sóc Tiểu Hồ giúp tôi. Tôi đi với bác sĩ Trần. Được, cẩn thận đấy. Nè, nè. Nè, tôi tìm được rồi. Đi thôi, đi thôi. Nào nào nào, thuốc đây rồi, mau lên. Đây, dùng thuốc đi. Chỉ cần chúng ta phải mau lên, hình như trong nước có cái gì đó. Tiếng này nghe lạ quá. Chí Minh à, cá còn ở đó không? Bố ơi, vẫn ở đó, vẫn ở đó. Được rồi, lên đi, lên đi. Không thấy con cá sấu đâu nữa. Con trở lại đây. Mau trở lại đây. Khương Bồng, không thấy con cá sấu đâu nữa rồi. Mau trở lại đây. Nguy hiểm đấy. Không thấy con cá sấu đâu nữa. Không thấy con cá sấu đâu nữa. Tóm chặt lấy tôi. Bác sĩ Trần, bác sĩ Trần. Mình ơi, mình ơi. Đứng chặt vào. Khương Bồng, nói gì đi, Khương Bồng. Khương Bồng, Khương Bồng, Khương Bồng. Khương Bồng, Khương Bồng, sao chỉ có mình anh vậy? Ta mau đâu, chồng, chồng của tôi đâu? Khương Bồng à, nói gì đi, chồng của tôi đâu? Xin lỗi.
Cô Trần à, đừng đụng vào tôi. Cô Trần, cô không thể đi được, cô không đi được đâu. Bình tĩnh lại đi, đừng đụng vào tôi. Cô Trần, bình tĩnh lại đi. Tại sao anh cứ nhất quyết là phải đi chứ? Tại sao anh lại ngốc như vậy? Anh không thể không có em ở bên được. Không có em thì anh phải làm sao đây? Thưa ông sát ốc, xe tải vận chuyển cá sấu bị chặn lại ở khu phố tàu, hiện đã mất liên lạc. Theo định vị hiển thị thì cá sấu đã thoát khỏi xe tải rồi. Đám người từ chối di dời thì sao? Chắc hẳn đã bị cá sấu ăn thịt rồi. Người nghèo đúng là người nghèo, cả đời cũng không trở mình được. Từ chối di dời đối với tôi à? Đáng đời. Có cuộc gọi từ phố Wong. Alo. Tôi nghe nói ông lợi dụng sóng thần để giải quyết chuyện di dời, mua xác mà giả thành thiên tai. Vừa khéo mà thôi. Rất tốt. Có điều nếu đã làm thì phải làm đến cùng, đừng để bị cắn. Tuyệt đối không xảy ra. Chí Minh này, cảm ơn bố. Tiểu Hồ, đây. Cô Trần, cứu tôi với. Có ai đến kìa. Cứu tôi với. Cứu với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Chúng tôi ở bên trong. Họ có thuyền, có thể đưa chúng ta ra ngoài. Cứu với. Chúng tôi ở đây này. Bà đến cứu chúng tôi chứ. Chúng tôi ở đây. Này, các người đang làm gì vậy? Chị Ngủ à, đưa đây nào. Chúng ta cứu người chứ không phải chén nhà hôi của. Được rồi mà lão Tạ, anh là mau quá. Mưa to thế này mà chạy ra cứu người thì tích đức nhiều lắm đấy. Thế thì tôi tiện thể kiếm một ít thì có gì quá đáng đâu. Hai cái tên này. Tiểu Ngũ à, anh này, bỏ vào đây này. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Ở đây, ở đây này. Cứu tôi với. Cứu với. Lấy nhiều vào, lấy nhiều vào. Lên lên. Đến đây đi, ở đây. Cứu chúng tôi với. Lần này giàu to rồi. Mau đến đây. Có cá sấu. Đừng qua đây. Có cá sấu. Đừng qua đây. Mau quay lại đi. Ở đây có cá sấu. Nguy hiểm lắm. Đừng qua đây. Cá sấu đấy. Nguy hiểm lắm. Mau quay lại đi. Lão Tạ, làm gì thế? Trong siêu thị đó có người. Có người sao? Đừng qua đây. Đừng qua đây. Đừng qua đây, dưới nước có cá sấu.
Đừng lấy nữa chị ngủ à. Trong siêu thị có người kìa. Lão Tạ. Lão Tạ. Lão Tạ. Xuống từ dưới. Tiểu ngủ, mau chạy đi. Có thứ gì đó dưới nước. Tiểu ngủ à, bò lên thuyền đi. Nhanh lên. Nhanh. Rồi đến đây. Tiểu ngủ. Tiểu ngủ. Cô Trần. Cô Trần, nhanh lên. Cô Trần. Cô Trần à, đừng. Cô Trần, mở cửa ra. Cô Trần, mau mở cửa ra. Mở cửa ra đi. Mở cửa. Mau mở cửa. Mở cửa ra đi. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Dân mắc kẹt ở khu phố tàu. Trước khi từ chối tôi thì hãy nghĩ xem tiền cứu mạng của các anh là ai trả. Hiểu rồi, trở về ngay đây. Nào, xuống đây. Ở đây này. Anh đang làm gì vậy? Bên dưới vừa có nạn nhân đang cầu cứu đó. Anh đang giết người đấy. Ngay đây. Đừng có nổi nóng với tôi. Tôi chỉ nghe lệnh để hoàn thành công việc thôi. Ở đây, ở đây. Chúng tôi ở đây đây. Tôi lại bay mất rồi. Có thể là đầy người rồi. Đội cứu hộ của sát ốc à? Không nhìn rõ.
thay quần áo khô đi. Mười năm rồi. Không ngờ sau 10 năm lại thành thế này. Cuộc sống chính là như thế. Ai biết được ngày mai tới trước hay chuyện ngoài ý muốn tới trước chứ. Bố ơi! Bố! Nước bên ngoài lại dâng cao rồi, cá sấu sắp đến đây rồi. Ngẩn ra đó làm gì, nói gì đi chứ, làm sao đây? Bây giờ chỉ có một cách. Lên trên bồn nước đối diện. Lão già, ông điên rồi à? Làm sao qua đó được, chú Lạc, ném dây thừng qua đó. Rồi đuôi dây thừng qua, hòn đá này được không vậy? Để tôi, nào. Bồn nước đó có phải không? Đúng thế. Đợi một lát. Mở lên, ném đây. Kéo lên. Hòn đá này hơi nặng. Thử lại xem. Chú Lạc, hòn đá này quá nặng. Nghĩ cách khác đi. Không cần thử nữa. Cái này không được đâu, không được, để nó xuống đi. Nó nhẹ quá không ném qua được đâu, tìm thứ khác đi. Cái này nhẹ quá, thử cái này đi. Cái này không được, đừng phí sức nữa. Kệ khoa này thì sao? Cái này nhẹ lắm. Anh xem cái đó được không? Chí Minh, anh. Bố ơi, con ném qua rồi đấy. Con thắng rồi bố ơi. Con thắng rồi. Được rồi chứ, được rồi, nào. Chú Lạc, tôi thử qua đó trước. Không vấn đề gì thì mọi người qua nhé. Được, cậu đi đi. Để tôi. A Minh, đừng sốt ruột. Chú Lạc, chú trước đi. Nghe lời đi, cháu phải nghe chú Lạc, chú trước đi. Lúc nào rồi mà còn nhiều quá nhường lại. Không đi thì để tôi đi trước. Đừng dừng nữa, mau lên. Nhanh lên đi. Cẩn thận đấy. Tiểu Hồ, đừng căng thẳng, cố lên. Từ từ là được. Từ từ, đừng nôn nóng. Con sẽ qua được thôi.
Tiểu Hồ à, di chuyển chân về phía trước đi, cẩn thận, bơi lên. Cá sấu. Tiểu Hồ à, sắp thành công rồi, đừng dịch xuống dưới, đừng có nôn đóng. Bơi lên, đừng nôn đóng, cứ từ từ, cẩn thận. Họ sắp xả nước rồi. Nước, nắm chặt vào. Nước, nước, để tôi qua đó. Để tôi qua đó, cậu điên rồi sao? Tránh ra, để tôi qua đó. Vậy thì không chịu nổi hai người đâu. Còn không qua nữa cũng chết hết thôi. Bố ơi, bố ơi. Đừng qua, nguy hiểm. Cậu điên rồi à? Cậu điên rồi. Cút ra, để tôi qua, để tôi qua, để tôi qua. Cút ra, tiểu hồn, tiểu hồn. Bố ơi, cứu giới, bà của tôi giới, tôi không thể chết được. Mẹ tôi vẫn đang đợi tôi mà. Tiểu Hồ, vừa chắc, leo lên đi. Chơi một trò chơi với con nhé, được không? Chơi trò chơi à? Được, chúng ta chơi trò chơi. Chí Minh, chú Lạc không cần thời gian nữa. Có nhìn thấy sợi dây thừng không? Chúng ta thi nhé. Xe mai, leo vừa nhanh vừa vững, được không? Con sợ lắm, bố ơi. Chí Minh, nghe lời nào. Không nghe lời là bố giận đấy. Con không đi đâu bố. Con không nghe lời là bố không cần con nữa đâu. Con không đi, con muốn ở cùng với bố. Bố, bố đánh con. Bố ơi, bố. Chị Bình, chị Bình ngoan, chị Bình ngoan nhé. Chú Lạc, không còn thời gian nữa đâu. Chú Lạc, leo qua đi. Con sợ mà bố. Bỏ lên.
đừng nhìn xuống dưới. Leo tiếp đi. Bố ơi, leo qua đó là con thắng rồi. Bố ơi, con sợ lắm. Đừng lo, cậu làm được mà, Chí Minh. Cố lên nào. Bố ơi, con thắng rồi. Bố mau qua đây đi. Bố mau qua đây đi. Bố ơi, bố ơi. Bố ơi, đi ăn cơm thôi. Bố ơi, Chí Minh đến giờ về ăn cơm rồi, thì ra chú Lạc sớm đã sắp xếp mọi chuyện. Bố ơi, chú ấy biết rồi sẽ có ngày này. Vì thế chú ấy để lại hy vọng cuối cùng cho chúng ta. Bố ơi, bố ơi, Chí Minh, bố ơi, mau qua đây đi bố. Chí Minh, xin hỏi trên mạng nói về công cơ đội cứu hộ bị ông sát ốc mua chuột nên đã từ chối cứu viện. Chuyện này có thật hay không? Thưa nghệ sĩ, chuyện này rốt cuộc là sao? Có thể nói cho chúng tôi biết sự thật hay không? Người của khu phố tàu chết sạch rồi. Vậy anh mới dễ di dời đúng không? Ăn nói lung tung là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Huống chi anh là một nghệ sĩ mà tôi từng chi tiền ủng hộ tranh cử. Mà dám nói chuyện kiểu đó với tôi à? Tôi không cần biết. Bây giờ tôi lập tức tổ chức cho người đi cứu hộ. Truyền thông và quần chúng đang rất nghi ngờ chúng ta. Giá cổ phiếu của công ty cũng xảy ra biến động. Chúng ta nên làm thế nào đi? Tìm ra người trong video đó, để hắn ta làm nhân chứng. Tôi cần một câu chuyện hoàn toàn mới, để trở thành anh hùng của thành phố này. Có phải là chúng ta sắp chết rồi không? Con người ai cũng phải chết, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Bố còn phải nhìn con học đại học, yêu đương, kết hôn, sinh ra một đám nhóc, sao còn khai biển cho bọn chúng nữa. Xin lỗi, xin lỗi.
Chuyện này là lỗi của con hết. Cậu biết hôm nay bố sẽ đi qua khu phố tàu, chẳng cần thông báo cho mọi người đấy. Nhưng mà con không ngờ sự việc lại thành ra thế này. Nếu như con không gọi mọi người tới thì sẽ không như vậy. Chú Lạc cũng sẽ không chết. Không không không, không phải đâu. Chuyện này không phải là lỗi của con. Con cứ nghĩ mình đã lớn rồi, con cho rằng mình đã có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình rồi. Nhưng con không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Tiểu Hồn, chuyện này không liên quan gì tới con cả, là lỗi của bố. Ngay cả việc con bị hen mà bố cũng không biết. Bố thật sự có lỗi với con. Máy bay lớn. Máy bay kìa, đúng thật. Chúng ta được cứu rồi. Chúng tôi ở đây. Mau qua đây. Ở đây này. Ở đây. Mau xuống đây. Chúng tôi ở đây. Xuống đây đi. Cứu chúng tôi với. Xuống đây đi. Ông sát ốc, Khương Bồng, ông may mắn lắm đấy. Ông sát ốc, con gái tôi đâu? Con gái tôi, Khương Tiểu Hồ đâu? Khương Tiểu Hồ, biết chứ. Ông sát ốc, vậy con bé đâu rồi? Ngài sát ốc, ông nói cho tôi biết con gái tôi ở đâu. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Ông muốn gặp con gái của mình cũng được thôi. Giúp tôi một chuyện. Đừng nói là một chuyện, dù 10 chuyện, 100 chuyện, tôi cũng bằng lòng. Người cắt đứt tín hiệu, làm chậm trễ việc cảnh báo sóng thần là ông. Người thả cá sấu ra, khiến vô số người khu phố tàu chết và bị thương, cũng là ông. Thế này, kể từ bây giờ, đó chính là sự thật. Có muốn gặp con gái ông không? Xong việc rồi, tôi còn cho ông thêm một khoản tiền, đủ để ông cơm no áo ấm cả đời. Cứ nghĩ đi.
Tiếp theo, hãy chào mừng anh hùng của thành phố chúng ta, ngài Sát Ốc. Sát Ốc, Sát Ốc, Sát Ốc, Sát Ốc, Sát Ốc, Sát Ốc, Sát Ốc. Xin hỏi trong trận sóng thần ở Phú Tàu có xuất hiện quái vật thần sao? Xin hỏi tại sao công tác cứu hộ ở Phú Tàu lại chậm trễ như vậy? Thực ra, thứ được gọi là quái vật là một con cá sấu châu Phi khổng lồ tên là Gustav. May mắn là chúng tôi đã bắt được con cá sấu đó rồi. Tránh ra, tránh ra. Các vị, đầu sỏ gây ra vụ thảm án khu phố tàu lần này chính là nó. Mà chúng tôi cũng đã tìm thấy người thả cá sấu ra rồi. Đây là hàng xóm ở khu phố tàu mà. Hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Rốt cuộc là sao vậy? Tôi chính là đương sự trong video mọi người vừa xem. Tôi chính là người chịu trách nhiệm về việc để cá sấu thoát ra. Chuyện tháp cảnh báo phố tàu bị gián đoạn tín hiệu cũng là do tôi sơ ý. Nhưng người hủy hoại tất cả không phải Gustav mà là Sát Ốc. Chính là Sát Ốc. Sát Ốc. Ông ta đã phá hỏng tháp báo của khu phố tàu. Là Sát Ốc. Ông ta vì đất đai của khu phố tàu nên làm họ không nhận được tin cảnh báo. Ông ta cũng bắt cóc con cái của tôi. Để tôi nói dối thay ông ta. Ông muốn đập con cái của mình cũng được thôi. Giúp tôi một chuyện. Đừng nói là một chuyện, dù 10 chuyện, 100 chuyện tôi cũng bằng lòng. Người cắt đứt tín hiệu làm chậm trễ việc cảnh báo sóng thần là ông. Người thả cá sấu ra khiến cho vô số người khu phố tàu chết và bị thương cũng là ông. Mọi chuyện đều do ông làm. Kể từ bây giờ, đó chính là sự thật. Tắt đó đi. Tắt đó. Tắt đó đi. Ngài Sát Ốc, ông diễn một vở kịch hay đó. Hay lắm. Bắt hắn ta lại cho tôi. Đợi đã. Đợi đã. Mọi người mau chạy đi. Có cá sấu, mau chạy đi. Con gái tôi đâu? Con gái tôi đang ở đâu? Tôi quên không nói với ông. Ông là người duy nhất may mắn sống sót. Dẫn ông ta đi. Đừng động vào tôi. Tôi tự đi. Thank you.
Chí Minh, Chí Minh. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Có ai đến cứu chúng tôi không? Cứu với. Có ai không? Có ai không? Cứu với. Có ai không? Cứu với. Cứu với. Có ai không? Có ai không? Chí Minh, Chí Minh, Chí Minh à, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Khương Bồng, Tiểu Hồn, Tiểu Hồn, con không sao chứ? Không ạ. Có bị thương không? Có bị thương không? Không ạ. Bố mau xem Chí Minh đi, anh ấy hôn mê rồi. Chí Minh, Chí Minh bị thương nặng quá, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện. Chí Minh à, cháu tỉnh lại đi. Chí Minh, nào dậy đi. Chí Minh, Chí Minh, Chí Minh à, cháu gắng chịu chút nhé. Chí Minh, Chí Minh, cháu tỉnh lại đi. Chí Minh, thank you.
ủng hộ. Điều đó không chủ được nữa được. Để bố dụ nó đi. Con đưa Chí Minh đi nhé. Đừng mà, Khương Bồng, đừng mà. Không được, không được. Đừng mà. Khương Bồng. Ra là sự chuyện. Tiểu Hồ, mau chạy đi, mau chạy đi. Khương Bồng, Khương Bồng, Khương Bồng. Bố, bố, bố nói gì đi? Sao bố không nói gì vậy? Bố nhìn con đi. Bố nhìn con này. Chẳng phải bố nói là muốn nhìn thấy con trưởng thành sao? Chẳng phải là bố muốn nhìn thấy con tốt nghiệp sao? Bố còn phải nhìn thấy con kết hôn mà. Con sao không chọc tức bố nữa? Bố nói gì con cũng nghe. Con nghe lời bố hết. Con, bố đánh con đi. Bố đánh con đi. Bố đánh con đi. Bố đánh con đi. Có ai không? Có ai không? Bố. Một năm sau. Chí Minh, dậy đi, đừng ngủ nữa. Chào bố, ăn sáng đã. Con không ăn đâu, con đi trước đây, bye bye.
Sắp mưa rồi, con mang theo ô chưa? Con biết rồi, con mang rồi ạ. Chị Minh. Chị Minh, dạy ăn sáng thôi. Chị Minh. Chị Minh. Anh hùng của tôi. Sữa cạo đến rồi đây. Sữa cạo đến rồi đây. Nhiều thế cơ à? Ngồi cả đi, ngồi cả đi. Tiểu Hồ đến rồi à? Đi đi đi, đi đi, lấy cốc nước cho em dâu đi. Rót đi, rót đi, rót đi. Nâng cốc hết nào. Nào nào nào. Hôm nay là năm mới. Tôi nói vài câu nhé. Anh xem, chúng ta đã hàng xóm láng giềng bao nhiêu năm rồi. Nếu thật sự có một ngày chúng ta phải chia tay nhau, hy vọng mọi người đừng quên khu phố tàu chúng ta. Đừng quên mỗi một người ở khu phố tàu chúng ta. Năm mới vui vẻ. Bố ơi, chúng ta chụp ảnh đi. Tiểu Hòa nói chúng ta cùng chụp một tấm ảnh. Được đó. Nào nào nào, chụp ảnh chụp ảnh. Nào, ngồi chỗ mẹ này. Mẹ ảnh này là đồ công nghệ cao đó, nhưng mà không có ai chụp giúp chúng ta hết. Có chế độ chờ 5 giây đấy. 5 4 3 2 1. Năm mới vui vẻ.